Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Mới ra Hải Phòng, Trần Lưu Quang cho xử ngay đàn em Lê Văn Thành. Vào ngày 4 tháng 5, ông Trần Lưu Quang được chuyển ra Hải Phòng làm bí thư thành ủy ở thành phố này. Như tờ Thời báo.d đã trình bày ở nhiều bản tin lần trước, Trần Lưu Quang có hai nhiệm vụ rất lớn, đó là làm sao cho thuộc hạ cũ của Lê Văn Thành phải thuần phục và nhiệm vụ thứ hai là làm sao đối phó với con mắt giám sát của Vương Đình Huệ. Hai nhiệm vụ trên đều rất khó khăn. Xưa nay, người miền Bắc vào Nam nắm các tỉnh phía Nam là chuyện bình thường. Nhưng người miền Nam ra Bắc nắm một thành phố lớn hay một tỉnh thì xưa nay rất hiếm. Ngoại trừ bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì trước đây chưa ai làm được việc đó. Ông Nguyễn Phú Trọng thuyên chuyển Trần Lưu Quang ra Hải Phòng thì ắt hẳn ông Trọng muốn xử lý một ung nhọt gì đó của thành phố này. Cũng như trước đây, ông Trọng điều Trần Lưu Quang đến thành phố Hồ Chí Minh là muốn ném đá dò đường để sau đó điều Nguyễn Văn Nên về thành phố này xử Tất Thành Cang. Việc Nguyễn Văn Nên phá được Tất Thành Cang được giới thạo tin đánh giá là có bàn tay hỗ trợ đắc lực của ông Trần Lưu Quang. Lần này ông Nguyễn Phú Trọng lại đưa Trần Lưu Quang ra Hải Phòng. Theo giới thạo tin thì sứ mệnh cũng như đã được phân công ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh thì ông Quang chỉ là cấp phó, ông chỉ lên danh sách đen để cấp trưởng xử lý. Còn ở thành phố Hải Phòng thì ông Quang phải tự xử lý những ông nhỏ chứ không thể nhờ ai trợ giúp cả. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang nhận chức bí thư Hải Phòng vào ngày 4 tháng 5. Như vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng con bài Trần Lưu Quang vì mục đích gì thì đã rõ. Ông Trần Lưu Quang như lính tiên phong của ông Trọng trong việc thực hiện việc thanh lọc các dây mờ dễ má của thế lực chính trị đối thủ. Nếu ông Trần Lưu Quang làm tốt thì cửa vào Bộ Chính trị rất cao. Nếu ông làm không tốt thì ông có thể kết thúc sự nghiệp của mình. Nói chung, vai trò của người lính tiên phong là không dễ. Không phải người lính tiên phong nào cũng đánh trăm trận trăm thắng được. Và rõ ràng với những chiến công của mình thì ông Trần Lưu Quang dường như đã lấy điểm với Trung ương. Vấn đề chỉ tạo dập dịch tốt là một điểm cộng cho sự nghiệp. Được biết, ông Vũ Đức Đam không nhờ kết quả dập dịch thì ông ta đã bị đẩy ra khỏi Ủy viên Trung ương khóa 13 mất rồi. Chính vì vậy, dập dịch tốt là vốn chính trị không hề nhỏ. Nếu để dịch lan mạnh ở Hải Phòng, Trần Lưu Quang sẽ thành tội đồ, chứ không phải là kẻ tiên phong nữa. Vào ngày 18 tháng 5, trên báo Thanh Niên có bài viết, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nói rằng điều đáng sợ nhất là chưa tìm ra F0. Bài báo cho biết ông Trần Lưu Quang vào việc công tác dập dịch rất quyết liệt. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang cho dập dịch lấy điểm với Trung ương. Ông Trần Lưu Quang nói rằng khi chưa tìm ra nguồn lây bệnh thì phải coi như F0 đang ở xung quanh để mà sợ và không lơ là chủ quan. Được biết, theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, vào tối ngày 17 tháng 5 tại thành phố này đã phát hiện một ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, chỉ mới là một ca nhưng cả thành phố này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm rất cao. Theo Tổ phản ứng nhanh của phòng chống COVID-19 ở Hải Phòng cho biết, sẽ phải phân tích mẫu gen của bệnh phẩm của bà N để xác định virus COVID-2 của bệnh nhân này thuộc chủng nào, qua đó khoanh vùng nguồn lây bệnh. Sở Y tế Hải Phòng cũng không loại trừ F0 của bà N có liên quan đến các ca nhiễm ở quán karaoke New KTV. Và trước các diễn biến của dịch COVID-19, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhận định như sau. Đến giờ này, chúng ta vẫn chưa rõ được nguồn lây bệnh của ca mới phát sinh. Có nghĩa là chưa biết F0 ở đâu. Cái đó đáng sợ nhất. Vậy thì hãy coi như F0 vẫn ở quanh ta, để chúng ta phải sợ, không chủ quan, lơ là với bất kỳ hình thức nào. Ông Trần Lưu Quang cũng đồng ý với đề xuất sẽ tăng cường các hoạt động chống dịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng như dừng việc bán đồ tại chỗ của các cửa hàng ăn uống, chỉ cho bán mang về, dừng các phòng khám nha khoa, hạn chế người dân ra ngoài vào ban đêm, tăng cường xử phạt các vi phạm chống dịch, v.v. Ông Trần Lưu Quang cũng yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương thực hiện việc kiểm tra, giám sát các công tác chống dịch bằng nhiều hình thức khác nhau. Ông nói, nơi nào có hoạt động nhạy cảm đã bị cấm mà vẫn hoạt động thì lãnh đạo địa phương sẽ bị kiểm điểm. Như vậy là với hình ảnh ban đầu của ông Trần Lưu Quang là khá đẹp, có vẻ như ông đã hành động kịp thời. Ông Trần Lưu Quang là chính trị gia khá tinh ý. Ông ta nhận biết những hành động đâu là cần thiết
để lấy điểm trung ương và theo đó ông ta lần lượt thực hiện. Và Trần Lưu Quang mới ra Hải Phòng đã có 2 tuần, đã mặt làm thay công an Đổ Sơn. Vào ngày 4 tháng 5, ông Trần Lưu Quang nhậm chức Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng, thì 13 ngày sau, ông ta đã cho thay trưởng công an quận Đổ Sơn. Việc đại tá Trần Tiến Quang là một thuộc hạ của ông Lê Văn Thành. Khi ông Lê Văn Thành còn là bí thư, thì những tiêu cực ông này không bị bùng phát mạnh như bây giờ. Ông Lê Văn Thành được cho là một người thuộc phe cánh của Phạm Minh Chính, từ bí thư thành phố mà ông Chính đã kéo về chính phủ làm phó thủ tướng. Tuy nhiên, ông Thành không thể đưa đàn em của mình chám vào chiếc ghế do ông để lại, mà chiếc ghế này đã bị ông Nguyễn Phú Trọng điều Trần Lưu Quang từ thành phố Hồ Chí Minh ra chám vào. Hiện nay, ông Trần Lưu Quang cho phép ông Trần Tiến Quang tạm nghỉ để chữa bệnh theo nguyện vọng cá nhân, diễn ra ngay sau khi có một số thuộc cấp của ông này vào ngày 10 tháng 5 bị khởi tố, bị bắt giam vì hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Đây là hình ảnh với tân bí thư Trần Lưu Quang, trưởng công an quận Đổ Sơn đã ngửi thấy điều chẳng lành. 3 viên công an quận Đổ Sơn này bao gồm Trung tá Đinh Đình Việt, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy, Thượng úy Đỗ Hữu Dũng, phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, và Thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trước đó khoảng 4 tháng vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, người đầu tiên bị bắt khởi tố bị can theo cùng cáo buộc vụ án này là Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, đội phó đội điều tra tổng hợp công an quận Đổ Sơn. Và việc ông Trần Tiến Quang xin nghỉ phép chữa bệnh mang màu sắc giống như Trịnh Xuân Thanh trước đây. Khi đánh hơi thấy điều chẳng lành xảy ra với mình, ông Trịnh Xuân Thanh khi đó là phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang đã xin phép nghỉ chữa bệnh và từ đó ông Thanh đã trốn sang Đức và xin tị nạn chính trị tại đây. Việc sơ suất này đã làm cho Nguyễn Phú Trọng phải vất vả cử cả Tô Lâm sang tận Berlin để mai phục nhiều ngày để bắt cóc bằng được ông Trịnh Xuân Thanh mang về nước để quy án. Nếu ông Trần Lưu Quang để diễn ra sai phạm một lần nữa, thì rất có thể ông Quang sẽ không được ưu ái trên con đường sự nghiệp chính trị của mình. Bởi vì nắm Bí thư Thành ủy Hải Phòng là một thử thách rất lớn đối với ông Trần Lưu Quang bây giờ. Ông Trần Lưu Quang cũng là mối đe dọa của Lê Văn Thành, thuộc hạ của Lê Văn Thành là mối họa của Trần Lưu Quang. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng vì muốn dọn những ung nhọt tại Hải Phòng mà đưa ông Trần Lưu Quang ra xứ này, thì đây là một thử thách rất khó vượt qua. Để khắc chế được thuộc hạ của những người tiền nhiệm, cách tốt nhất là dùng đức trị, còn dùng pháp trị là rất dễ động chạm. Việc ông Trần Lưu Quang đến thành phố Hồ Chí Minh làm công việc lên sổ đen đàn em của Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua và Tất Thành Cang, thì Nguyễn Văn Nên đã làm động chạm đến thế lực này rất nhiều. Ông Trần Lưu Quang ngồi lâu tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng rất khó làm được, vì đã lỡ bứt dây động rừng. Nay ông Trần Lưu Quang ra Hải Phòng cũng làm công tác y hệt như vậy. Chắc rằng những người chưa bị bắt sẽ liên kết lại và tấn công ngược lại thế lực Trần Lưu Quang. Đấy là điều khó tránh khỏi và thậm chí sẽ nguy hiểm cả tới tính mạng của ông. Đây là hình ảnh ông Lê Văn Thành, cần phải cẩn thận với Trần Lưu Quang. Đến Hải Phòng để thực hiện dọn cỏ cho ông Trọng rất là mối đe dọa đối với Lê Văn Thành. Nói gì thì nói, thế lực Lê Văn Thành đã bám rễ rất lâu tại Hải Phòng thì khó mà nhổ hết cho được. Nếu làm mạnh tay thì Trần Lưu Quang có thể gặp sự bất hợp tác của thuộc cấp, thì lúc đó Trần Lưu Quang khó mà làm gì được. Hiện nay mối quan hệ đan xen giữa ông Trần Lưu Quang rất khó xử lý. Ông Nguyễn Phú Trọng đã giao cho Trần Lưu Quang một bài toán quá khó. Vậy Trần Lưu Quang có xử lý được không? Hay có thể bị những thế lực địa phương nuốt gọn? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 5 năm 2021 với bản tin Mới ra Hải Phòng, Trần Lưu Quang cho xử ngay đàn em Lê Văn Thành. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.